Hôm nay xe đạp tập 8 sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng road mới năm 2024, chính là con Maidu này, Maidu R1600. Về bản khung sẽ là bản khung nhôm bản dệt. Thì con này vẫn còn mối hàn. Bản dệt này thì rất là thời trang nhá, trông rất thời trang. Tiếp đến sẽ là ghi đông, thì ở đây sẽ trang bị ghi đông cong, sừng trâu và bản ghi đông 31.8. Bộ tay đề lắc này là của LTU R3. Thì tay đề lắc một lưỡi. Bản lốp sẽ được trang bị lốp Kenda 700x3 IC. Thì dòng này cũng có nhiều rãnh cao su này, anh em đi đường sẽ bền bỉ hơn nhá. Về bản phanh thì sẽ là phanh đĩa cơ, giúp mọi người đi an toàn hơn. Về bản đùi đĩa thì là đùi đĩa 2 tầng này, 50T cho các em, anh em nhá. Xích sẽ là xích thường thôi, sẽ được trang bị bộ lip 8 tầng của LTU R3 này. Thì hấp bạc đạo siêu chớn nha anh em nhá. Trong tầm giá hơn 4 triệu thì anh em đã được sở hữu một con đạp xe đạp road rất là chất lượng như này rồi. Bạn nào quan tâm về mẫu xe đạp này thì hãy liên hệ đến bên mình nhé.